Blog không những tạo ra một sân chơi cho mình để chia sẻ bản thân mà còn giúp mình kết nối được với so difficult. Các bạn vừa xem xong những cái cảnh quay đầu tiên mà mình quay cho video ở trên kênh The Passion Writer và nhìn lại thấy là mình đã trưởng thành cả một chặng đường rất là dài, chỉ trong khoảng độ 1.5 năm, nhưng mà mình đã trưởng thành rất là nhiều qua máy quay và giọng nói đối với kênh YouTube này. Ở trong video ngày hôm nay thì nhân dịp kỷ niệm 400.000 lượt sub, cảm ơn các bạn rất là nhiều, thì mình muốn chia sẻ một số cái bí quyết của mình để tạo ra và duy trì phát triển một kênh YouTube thành công. Mình không biết các bạn như thế nào, hoặc là các bạn có ý định làm YouTube hay chưa, là bạn có kênh hay không, nhưng mà có rất nhiều người ấy, các bạn ấy mở kênh YouTube một cách rất là ngẫu hứng, ví dụ như là nói buồn thì quyết định mở kênh YouTube và quay lại những cảnh quay hàng ngày của mình và tự nhiên thành công và nổi tiếng. Trường hợp đấy không phải là mình, bởi vì mình xuất phát điểm là một người làm nghiên cứu và mình cũng khá là lớn tuổi rồi, mình ngoài 30 tuổi, mình có công việc chính, có gia đình và có nhỏ, và thời điểm đấy thì mình vẫn còn viết đều đặn ở trên trang blog của mình có tên là The Present Writer. Vì mình là một người bận rộn như vậy cho nên là mình muốn là nếu mà mình mở một kênh YouTube ra, mình phải biết tất cả những cái bí quyết đằng sau đấy, làm sao mà mình có thể xây dựng một kênh YouTube thành công ngay từ ban đầu, bởi vì mình không có thời gian để mình ngẫu hứng làm này, mình ngẫu hứng làm thế kia, mà mình không có cái mục tiêu, có điểm đến rõ ràng. Thế nên là thời gian đầu mình xem rất nhiều YouTube video về những cái bí quyết của các bạn YouTuber thành công cả ở Mỹ, cả ở Anh, các nước trên thế giới và ở Việt Nam nữa. Và mình cố ghi chép, ghi nhớ rất nhiều cái bí quyết của bạn để có thể tạo ra một kênh YouTube thành công. Tới nay là khoảng độ hơn 1.5 năm thì mình nhìn lại cái hành trình đấy và mình thấy rằng là wow, có những cái lời khuyên ấy, nó thực sự là không đúng một chút nào, không áp dụng được cho ai cả. Cho nên là ngày hôm nay thì mình muốn ngồi xuống để chia sẻ cho bạn những cái bí quyết của mình. Và những cái bí quyết này nó không chỉ đơn thuần là mở cái máy tính của bạn lên, mở điện thoại lên để mở kênh YouTube, be yourself, là chính mình rồi bạn sẽ có một kênh YouTube thành công. Nó không đơn giản như vậy, mà nó là những cái sự thật đằng sau việc xây dựng một kênh YouTube thành công và những cái chia sẻ của mình. Để nếu mà hôm nay bạn bắt đầu kênh YouTube, hoặc là bạn đã có kênh YouTube rồi nhưng mà cái thời gian đầu bạn vẫn còn rất khó khăn, thì đây là những cái chia sẻ của mình để giúp cho bạn thành công và thành công hơn nữa. Video này dự tính sẽ rất là dài, cho nên là các bạn hãy kiên nhẫn theo dõi và xem timestamp chia phần của mình phía dưới để biết các ý chính. Video này được tài trợ bởi Epidemic Sound, là một đơn vị cung cấp nhạc có bản quyền, một điều vô cùng quan trọng khi các bạn làm YouTube. Mình sẽ chia sẻ ở phần sau video. Thứ nhất, mô hình framework để thành công với một kênh YouTube là gì? Thì mô hình này mình học được ở một kênh YouTube rất là thú vị có tên là KTU. Và sau này mình học một khóa làm YouTube với Matt Developer và anh ý lại nhắc lại cái framework này một lần nữa. Do vậy mình thấy cái framework này rất là thú vị và mình muốn chia sẻ với các bạn. Cái framework này có hình tam giác. Theo KTU thì cô ấy có cái ý tưởng rằng là đối với một kênh YouTube, bất kỳ một kênh YouTube nào thì cũng thường là thu hút người xem bởi ba cái đặc điểm chính. Đặc điểm thứ nhất là personality, có nghĩa là cái tính cách của bạn. Thường là những cái tính cách mà nó rất là hút, rất là sôi nổi. Khi mà cái kênh mà nó được nổi bởi cái phần tính cách ấy, là những cái người mà kể cả bạn có nghe họ nói bất kỳ một cái topic, cái chủ đề nào ấy, mặc dù nó không có cái nội dung không liên quan thì bạn vẫn thu hút và bạn nghe. Đấy là vì người ta có personality, có tính cách thú vị. Cái phần thứ hai ấy là content, có nghĩa là nội dung. Ví dụ những cái nội dung có chất lượng, có ý nghĩa, mình học được từ cái nội dung đấy. Và cuối cùng ấy là filming hay là editing, có nghĩa là cái kỹ thuật ghi hình hoặc là biên tập, những cái mà nó khiến cho thước phim của mình ấy, nó đẹp, mà nó cuốn rũ, nó như là một thước phim điện ảnh, hoặc là nó có cái sự đặc biệt ở đấy, nó thể hiện đúng cái chất của mình, nó khiến người xem hút vào trong cái màn hình, người ta không dứt ra được. Thì đó là ba yếu tố trong cái mô hình tam giác này. Thế nhưng mà cái điểm quan trọng ấy ở đây ấy, là hầu như không có ai có được cả ba yếu tố này đó. Thì cái đấy là cái quan trọng nhất. Thường ấy, mọi người khi mới bắt đầu thường chỉ biết đến với một trong ba yếu tố, và những người cực kỳ giỏi ấy, thì người ta giỏi cả hai, còn rất là hiếm người mà được cả ba. Thì tại sao lại cái mô hình này nó quan trọng? Bởi vì là
Nếu mà bạn hiểu được cái mô hình này ấy, mà bạn áp vào cái nội dung của mình ấy, thì bạn sẽ thấy được rằng là mỗi một cái kênh ấy, mỗi một cái người chủ kênh, mỗi người làm sáng tạo, người ta có một cái điểm mạnh riêng. Hãy ghi nhớ là không phải là ai cũng có thể có được cả ba cái yếu tố đấy, mà thường người ta chỉ có từ 1 đến 2 thôi. Thì mình sẽ dựa vào đấy thì mình thấy rằng là điểm nào điểm mạnh của mình cần phát huy, điểm nào mình không mạnh ấy, thì mình sẽ dần dần mình học để mình làm theo, chứ mình không cố gắng dàn trải để giỏi cả ba ngay từ ban đầu. Một trong những ví dụ kênh mà nổi nhất ấy, về mảng personality, mảng tính cách ấy, đấy là kênh của bé Jenny Huỳnh. Kênh của Jenny thì được hàng triệu lượt đăng ký. Thì mình thấy rằng là cái nội dung ấy nó rất là gần gũi với các bạn trẻ tuổi teen. Nó không có cái gì đặc biệt cả, những kiểu là cuộc sống hàng ngày hay là hàng triệu người xem Jenny đi trên máy bay hàng giờ liền. Nhưng mà cái mà thu hút ấy, để mà người ta theo dõi ấy, là personality, cái tính cách của bé rất là dễ thương, rất là dễ gần, và cái cách nói chuyện ấy rất là thu hút người xem. Một cái kênh nữa mình thấy rằng là cái trong cái hình tam giác ấy, chắc chắn là cái phần filming editing ấy, cái phần nhìn ấy là rất là đẹp, đấy là Her 86m². Đọc lẫn cả tiếng Việt cả tiếng Anh, xin lỗi bạn Thủy. Nhưng mà kênh của Thủy rất là đẹp. Bạn ấy quay ở Đức và hai vợ chồng đều có nghề quay phim chụp hình, cho nên là cái hình, cái khung ảnh rồi cái đoạn bạn ấy edit và chỉnh sửa màu sắc cho cái video cực kỳ đẹp, vì cái video của bạn ấy nặng về phần nhìn ấy, cho nên là nó rất là appealing, nó rất là gợi mở, nó rất là được đón nhận bởi những cái người ngoại quốc, của những bạn khán giả nước ngoài. Bởi vì là nếu mà ở phần nhìn ấy thì mình không bị quá hạn chế bởi ngôn ngữ và nội dung, mà mình có thể theo dõi và mình rất là hâm mộ cái cảnh quay cũng như là cái chỉnh ánh sáng của Thủy ở trên kênh Her 86m². Đến cái phần tam giác thứ hai là phần content ấy, thì có thể lấy ngay ví dụ từ kênh Surprise Writer này. Tức là kênh này của mình á, thì mọi người biết đến Surprise Writer là mọi người biết đến ngay là một cái kênh về học tập, về chia sẻ về tiếng học tiếng Anh, hay là học thuật này, hay là quản lý tài chính cá nhân này, là về hiệu quả chẳng hạn. Tức là cái nội dung nó rất là nặng. Tất nhiên các bạn có thể nói rằng là ví dụ như các bạn đã theo dõi mình lâu rồi, các bạn có thể nói là mình rất là thích tính cách của Chi, mình theo dõi bởi vì mình thích tính cách của bạn. Nhưng mà thực ra là nếu mà tính về cái hình tam giác đó thì cái phần tính cách nó không phải là phần nổi của cái kênh của mình, bởi vì mình biết rằng là mình là một người hướng nội và những cái chia sẻ của mình nhiều khi nó cũng không có cái gì quá là thu hút cả. Bạn phải search cái nội dung, bạn thích cái nội dung của mình, bạn theo dõi mình lâu thì có thể bạn sẽ phù hợp với tính cách của mình, nhưng mà mình không phải có cái tính cách để mà thu hút như những cái bạn khác. Về cái phần filming editing thì mình cố gắng, mình có đầu tư những trang thiết bị, mình sẽ giới thiệu các bạn ở phần sau video. Nhưng mà bản thân mình ấy, hiện nay thì mình có một bạn editor nữa giúp cho mình, và chồng mình cũng edit phụ cho mình. Thì cái style edit của bọn mình cũng rất là đơn giản, tức là chủ yếu tập trung vào nội dung, làm sao nổi bật nội dung, làm cho nó sinh động, làm cho cái phần ở trong cái phần tam giác, cái phần nội dung nó mạnh mẽ nhất á, thì mình làm. Chứ mình không có nhiều cái hiệu ứng, hay là mình cũng không có điều kiện mà quay đẹp như là Thủy chẳng hạn, nhưng mà mình cũng cố gắng tập trung vào filming editing để cho nó đẹp hơn, nó sáng sủa hơn, cái video nó dễ nhìn hơn. Nhưng mà nếu mà áp về cái mô hình tam giác ấy, thì chắc chắn kênh The Present Writer là nổi nhất ở mảng nội dung. Sau khi nghe hết tất cả những cái ví dụ đấy thì bạn có thể thấy rằng là tại sao có những người, người ta có những cái lời khuyên ở trên mạng rất là dễ dàng. Ví dụ như là bạn không cần phải có cái công nghệ gì, bạn có thể bắt đầu với một cái điện thoại chẳng hạn. Thì cái đấy nó cũng có phần đúng như vậy. Thế nhưng mà vì bạn quay ở trên điện thoại hay là bạn edit trên điện thoại thì nó không thể đẹp được như người ta quay bằng máy quay hay là có cái lens xịn được, thì bạn lại phải đầu tư vào ví dụ như content hay là cái tính cách của bạn phải hay, cái nội dung của bạn phải hay thì người ta mới có thể theo dõi bạn. Chứ nếu mà bạn chỉ quay với camera thôi mà nội dung không có gì, tính cách không có nổi bật ấy, thì rất là khó để có thể thành công. Hầu hết mọi người bắt đầu chỉ giỏi một thứ thôi, thế cái thứ mà bạn giỏi nhất là gì? Ví dụ như mình, cái thứ mà mình cảm thấy mình khá nhất là nội dung thì mình sẽ tập trung vào nội dung. Tiếp theo là có cái thứ gì mà nó tiệm cận đến cái đấy mà mình có thể phát triển hơn. Ví dụ như là về phần kỹ thuật công nghệ chẳng hạn, filming editing thì mình có thể tăng trưởng lên. Còn cái phần tính cách ấy, thực sự là như kiểu là mình sinh ra cái tính cách như thế nào thì nó là như thế, tuy là mình phù hợp với người xem, người ta có thể theo dõi mình, nhưng mà mình cũng có thể phát triển cái tính cách hơn một chút. Ví dụ như mình học cách mình nói đùa này, hay là mình học cách mình giao lưu với khán giả qua ống kính tốt hơn, thì nó cũng có thể tạo ra cái hiệu ứng tính cách tốt hơn. Cái đấy là cái mô hình mà mình thấy cực kỳ quan trọng để không chỉ khiến cho bạn hiểu về kênh của mình, hiểu bản thân mình, phát triển ở đúng hướng hơn, mà còn có thể lọc lựa những cái lời khuyên ở trên mạng về YouTube tốt hơn. Và có thể ví dụ như là các bạn chọn ra những cái YouTuber, những cái kênh nào mà tương tự với cái kênh mà mình muốn thực hiện ấy, thì mình sẽ học theo họ, chứ mình không phải học theo tất cả mọi người, bởi vì học theo tất cả mọi người họ đi những cái con đường riêng, nó không giống mình thì rất là khó để có thể thành công.
Ở trong phần này của video thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái hành trình của riêng mình đối với kênh YouTube Surprise the Writer. Những cái lý do nào mà theo mình, theo cảm nhận của mình cảm thấy nó là lý do tại sao mà kênh của mình phát triển nhanh và phát triển mạnh như vậy trong thời gian ngắn, và cái bài học mình học được xương máu qua việc xây dựng kênh của mình. Thứ nhất, mình đã chuẩn bị một số cái con số ở đây. Mình bắt đầu mở kênh YouTube này và upload video đầu tiên vào tháng 8 năm 2020. Và sau đúng một tháng, là khoảng tháng 9 năm 2020, thì mình đạt được cái mức 1.000 lượt theo dõi và 4.000 lượt xem ở trên YouTube. Đấy là những cái yêu cầu của YouTube để bật chức năng kiếm tiền. Và kênh YouTube của mình được bắt đầu mở kênh kiếm tiền vào tháng 9 năm 2020. Tức là mỗi khi mà bạn xem cái quảng cáo trước video hoặc là giữa video thì YouTube trả cho mình được khoảng độ vài xu. Kiểu như vậy, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cụ thể những cái con số sau này. Sau khoảng chỉ có khoảng 7 tháng, tức là khoảng độ tháng 4 năm 2021, thì kênh của mình đạt được 100.000 lượt sub và mình nhận được cái nút bạc của YouTube. Ở trên kênh của mình thì mình có 3 video được hiệu ứng viral. Thì video viral đầu tiên ấy là video từ không điểm tiếng Anh đến tiến sĩ tại Mỹ. Trong video đó mình chia sẻ cái trải nghiệm của mình là một người từng bị không điểm môn phát âm và trở thành tiến sĩ tại Mỹ như ngày hôm nay, và mình có chia sẻ cái kinh nghiệm của mình để phát âm tốt hơn. Đấy là cái video ra đời vào tháng 9 năm 2020, là cái video đầu tiên mà nó có hiệu ứng viral và nó cũng giúp cho mình đạt được cái 40.000 giờ xem của YouTube và 1.000 lượt sub ngay lập tức để mình có thể được bật kênh kiếm tiền chỉ trong vòng 1 tháng. Cái video thứ hai đạt hiệu ứng viral là cái video mình post vào khoảng ngày 2 tháng 3 năm 2021. Khi đấy thì mình chia sẻ về cái trải nghiệm của mình, cái phương pháp của mình để đạt được điểm tối đa thạc sĩ và tiến sĩ tại Mỹ. Đây là hoàn toàn là chuyện của thật, đúng là mình được điểm 4.0 trên 4.0 cả thạc sĩ và tiến sĩ tại Mỹ thật. Và mình chia sẻ cái hành trình của mình, ví dụ như là trước khi học, trong khi học và sau khi học, làm sao để bạn có thể đạt được cái điểm tối đa như vậy. Cái video gần nhất có hiệu ứng viral thì mình post vào khoảng tháng 11, ngày 11 tháng 11 năm 2021, có tên là tư duy phản biện. Ở trong video đó thì mình chia sẻ cái định nghĩa về tư duy phản biện, cái nào là tư duy phản biện, cái nào không phải tư duy phản biện, tại sao tư duy phản biện quan trọng và làm sao bạn có thể phản biện một cách lịch sự và có văn hóa. Thì video này cũng có hiệu ứng viral, đưa cái kênh của mình đến với nhiều bạn khán thính giả mà trước nay chưa biết đến kênh của mình. Thì đấy là cái hành trình của mình cho đến tận bây giờ. Thì như mẹ nói, mình cảm thấy rằng là hơn một năm làm YouTube videos có lúc mình đều đặn, có lúc mình cũng không post được nhiều, và mình cũng thử nghiệm nhiều ý tưởng, trải qua cũng nhiều lời khen tiếng chê và cũng bước ra khỏi vòng an toàn của mình rất là nhiều. Thì mình thấy rằng là cái sự phát triển của kênh YouTube như vậy là rất là nhanh. Vậy lý do nào khiến cho kênh YouTube của mình phát triển nhanh như vậy? Theo mình nhìn lại cái hành trình thời gian vừa rồi thì mình thấy rằng là có 3 lý do chính khiến cho kênh YouTube của mình được nhiều bạn tin tưởng và theo dõi như vậy. Thì thứ nhất ấy, theo mình là trở lại cái hình tam giác về cái mô hình ban đầu ấy, là cái nội dung. Thành thực mà nói ấy, bản thân mình ấy, thì mình xem rất nhiều cái YouTube video cùng chủ đề, vì đây chính là cái chủ đề mình thích. Mình thích đi học, mình thích học về những cái học thuật, học tiếng Anh. Do vậy thì mình rất là tự tin về cái chất lượng của những cái video của mình. Cái chất lượng nó rất là cao ở cái chỗ là thế này, tức là có rất nhiều cái nội dung mà mình đang giảng dạy ở Mỹ. Ví dụ cái video mà mình được hiệu ứng viral về phản biện ấy, là thực ra là mình trích từ một trong những bài giảng của mình ở Mỹ cho học viên học tiến sĩ, chuyển sang cái hình thức, cái nội dung mà nó dễ hiểu hơn cho các bạn, nó bớt học thuật hơn. Cái bạn mà theo học mình ở bên Mỹ học tiến sĩ thì người ta phải trả hàng ngàn đô cho một khóa học và phải có sát hạch rất là cẩn thận mới được ngồi vào phòng học. Nhưng mà mình muốn là cái kiến thức của mình nó không chỉ giới hạn ở những học viên ở xa xôi như vậy, ở Mỹ như vậy, và với những bạn mà không có điều kiện đến được, những bạn ở Việt Nam mà không có điều kiện theo học ở nước ngoài, hay là những bạn mà chỉ có điều kiện xem một cái video miễn phí ở trên YouTube thôi, thì mình cố gắng mình truyền tải cái kiến thức của mình ngang bằng với chất lượng những cái chương trình mình đang dạy ở Mỹ. Thực sự thấy đấy là cái tâm huyết của mình đối với kênh YouTube này. Thì đó là lý do lớn nhất mà theo mình nó khiến cho các bạn, những người đang xem kênh YouTube này, theo dõi mình cho đến tận ngày hôm nay. Cái lý do thứ hai không đến từ mình nhưng mà đến từ rất nhiều bạn đã từng comment ở trên kênh của mình hay là nhắn tin riêng cho mình, đấy là các bạn thích kênh của mình bởi vì nó chân thật, nó không màu mè, edit nó không quá là rườm rà và mình không đánh bóng tên tuổi. Mình kiểu mình có gì mình nói đó thôi. Có rất nhiều cái mình chia sẻ mọi người không tin. Ví dụ như có rất nhiều người từng comment, đặc biệt là thời gian đầu ấy, nói là chắc là cô này giả vờ, làm gì có chuyện có bằng tiến sĩ, trong cái mặt nó chết thì thấy cái giọng như thế không thể nào mà đứng lớp đi giảng dạy mà làm nghiên cứu được. Hay là bất kỳ khi nào mình nói về một cái chủ đề nào đấy, ví dụ như là tiếp học tiếng Anh chẳng hạn, thì lại có người nói rằng à chắc là định bán khóa học tiếng Anh đây. Hay là ví dụ như mình nói về bí quyết để viết học thuật
thuật chẳng hạn thì nói là à chắc lại phải có học với học thuật để kiếm tiền đây, nhưng mà thực sự ấy thì mình không có đánh bóng tên tuổi hay mình không có dùng cái kênh YouTube này để bán cái sản phẩm nào đấy cụ thể cho các bạn cả. Thì tất nhiên là mình sẽ có cái workshop ở chỗ này chỗ kia nếu mà mình thấy là nó có thể cho cái nội dung sâu hơn, hay là mình có cuốn sách của mình, một cuốn sách về chủ đề tối giản cho những ai mà muốn tìm hiểu hơn về chủ đề tối giản. Nhưng mà mình không có làm kênh YouTube này lên để mù mè, để giả vờ, ví dụ như mình không bằng tiến sĩ thì mình cứ kêu là mình có tiến sĩ, hay là mình không làm nghiên cứu thì mình sẽ nói là mình làm nghiên cứu, hay là mình khoe khoang của cải gì cả, thì cái đấy nó không có. Và cái đấy thì mình nghĩ rằng là người xem họ rất là tinh. Ví dụ có những bạn mà có một lần bạn ấy đã screenshot lại cái tin nhắn mà bạn nhắn với một người bạn ấy, thì người bạn có nói rằng là bạn ấy xem cái kênh của mình, cái video của mình, thì bạn ấy nhận ra rằng là cái cử chỉ, ngôn ngữ cử chỉ và cái khẩu âm của mình ấy nó khớp với những lời mình nói. Mình nghĩ là không có ai là ngây thơ ở đây cả để mà dễ bị lừa, đặc biệt là những cái nội dung mà nó học thuật dành cho những bạn mà có kiến thức, thì các bạn sẽ rất là trân trọng những ai mà chia sẻ chân thật và đúng sự thật. Cái lý do thứ ba mình nghĩ rằng là nó khiến cho cái kênh của mình khác với các kênh khác ấy, là bởi vì bản thân mình không phải là người làm content toàn thời gian, thì mình có công việc giảng dạy và nghiên cứu ở trường đại học là công việc full time của mình. Mình có gia đình, có con nhỏ, mình không chỉ là người YouTuber, mình còn là podcaster, mình làm blogger, mình làm vợ, mình làm mẹ và mình là college professor. Và mình cảm thấy là cũng vì thế nên là cái nội dung của cái kênh của mình nó mới thu hút và truyền cảm hứng cho các bạn. Vì các bạn thấy rằng à, có một cô như thế, có một chị như thế ở nước ngoài, làm vợ, làm mẹ, có công việc toàn thời gian mà vẫn có thể chia sẻ trên mạng. Thì những cái đấy các bạn cảm thấy là xứng đáng để mà theo dõi, theo học hỏi. Đấy theo mình cũng là một cái điểm khiến cho kênh của mình thu hút được nhiều người xem. Trong hơn 1 năm rưỡi làm kênh YouTube này thì mình học được rất rất nhiều bài học xương máu. Nhưng mà nếu mà nhìn lại thì cái bài học lớn nhất mình có thể chia sẻ với các bạn ấy là bạn phải cân bằng giữa lắng nghe cái lời nhận xét và góp ý của khán giả và giữ cho mình cái chất riêng, cái chất đặc biệt tạo ra yếu tố không thể thay thế của kênh của mình. Khi mình mới bắt đầu làm cái kênh YouTube này thì rất là may mắn, và như mình đã nói, trong 1 tháng đầu thì mình có video viral đầu tiên. Cái video của mình nó rất là khác với những cái video khác cùng chủ đề, đặc biệt là ở Việt Nam. Cái thứ nhất là cái video của mình rất là dài, thời điểm đấy mình làm khoảng độ tầm 20-20 phút trở lên. Tại sao mình làm cái video dài? Cái lý do ấy là bởi vì là nó xuất phát từ cái style, cái phong cách của mình. Một cái điều nữa khiến cho cái video của mình dài hơn ấy, ví dụ như là cái video mà mình được hiệu ứng viral là về chủ đề phát âm tiếng Anh ấy, hay là cái video tiếp theo cũng rất được mọi người quan tâm, đấy là cái video về cái bí quyết để mình học từ vựng ấy. Thì trong cả 2 video đấy thì mình đều dành ra phải đến 15 phút để chia sẻ cái trải nghiệm cá nhân của mình. Đối với mình ấy, cái mà nó lắng đọng ấy là cái câu chuyện cá nhân. Bạn mà biết được câu chuyện cá nhân, bạn đã hiểu tại sao cái người này người ta chia sẻ cái tips đấy, hoặc là tại sao cái tips đấy có thể đúng với người ta mà chưa chắc đúng với trường hợp của bạn. Và cái câu chuyện đấy nó mới có tính truyền cảm hứng. Chứ nếu mà mình chỉ ngồi mình chia sẻ tips như những cái YouTube video khác á, thì có cái sự khác biệt gì ở đây? Đấy là cái suy nghĩ của mình khi mình làm cái video như thế. Thế khi mà cái kênh của mình nó có cái phát triển nhanh như thế, thì thứ nhất mình được nhận được comment video quá dài, tôi không thể xem được. Thì mình có cố gắng là mình chia timestamp ở phía dưới cho các bạn tiện theo dõi hơn ấy. Rồi mình cũng cố gắng làm video nó hào sức hơn. Ngoài ra đó thì cũng có rất nhiều bạn nói rằng là chị ơi, tại sao chị không di chuyển nhiều, chị ngồi một chỗ chị nói lâu thế thì xem nó chán. Kiểu mọi người muốn là mình di chuyển nhiều. Thế là mình lại thay đổi, có một thời gian mình làm cái video mà mình đứng lên ngồi xuống, mình chuyển cảnh rất là nhiều, mình còn cầm cái camera như là vlogger trực tiếp vào mặt mình như này để mình kiểu như mình muốn là lắng nghe ý kiến của khán giả, mình thay đổi theo cái lời nhận xét của khán giả. Nhưng mà sau một thời gian mà thay đổi như thế thì mình nhận ra là cái kênh nó còn thậm chí đi xuống. Thì cái điểm đấy nó làm cho mình nhận ra rằng thế này, tức là khi bạn làm cái gì mới thì ai cũng có nhận xét, đấy là chuyện bình thường. Đặc biệt khi bạn phát triển nhanh ấy thì lại càng có nhiều người nhận xét hơn. Nhưng mà cái vấn đề của việc nhận xét ấy, người xem người ta có cái thói quen xem những cái YouTuber mà người ta quen. Ví dụ như là các bạn quen xem những cái YouTuber mà người ta làm cái video ngắn hơn video của mình, người ta không chia sẻ câu chuyện bản thân và người ta không phân tích sâu. Thì bạn xem video của mình, đương nhiên bạn sẽ so sánh với người ta. Do vậy là sau khi mà mình thấy cái sự đi xuống của kênh YouTube, khi mà mình thay đổi theo ý kiến để làm vừa lòng tất cả mọi người, thì mình nhận ra rằng là mình cần phải quay lại với cái chất riêng của mình. Cái gì mà mình cảm thấy rằng là mình thích nhất, mình cảm thấy từ viện bên trong mình cảm thấy rằng là mình thích xem cái video như thế. Mình làm đúng cái video mà mình muốn xem thì người xem sẽ theo dõi mình.
Tại vì đôi khi những cái đối tượng khán giả mà mình muốn hướng tới thì các bạn không có comment nhiều, vì bạn thích video rồi, bạn cảm thấy không có gì cần phải chỉnh sửa nữa. Hoặc là bạn là những người kiểu hướng nội như mình ấy, xem không bao giờ comment, thì mình không nghe được cái lời khen hay là cái lời động viên của các bạn. Nhưng mà những cái bạn mà comment, đôi khi bạn lại không phải là cái đối tượng người xem quen thuộc của mình. Hoặc là ví dụ như kể cả mình có thay đổi cái nội dung, thay đổi cái hình thức quay phim, thay đổi góc máy, chưa chắc bạn đã quay lại bạn xem của mình, bởi vì bạn đã xem những cái YouTuber khác. Cái đấy là chuyện bình thường, mỗi một người đều có một cái khẩu vị xem khác nhau. Thế cho nên là cái lời khuyên của mình ấy, đặc biệt cho những bạn nào mà mới mở kênh YouTube ấy, là bạn cần phải cân bằng. Ví dụ như là trong trường hợp mà khán giả người ta nói rằng là bạn nói chậm lại chẳng hạn, hay là bạn nói bị vấp nhiều quá này, hay là bạn cái hình ảnh của bạn nó bị mờ quá, hay là cái tiếng nói nhỏ chẳng hạn, thì mình có thể chỉnh sửa thêm để nó hoàn thiện hơn, nghe theo những người mà theo dõi mình để mình hoàn thiện cái video của mình hơn. Thế nhưng mà nếu mà những cái lời nhận xét ấy, nó đi vào những cái mà mình khác biệt với những người khác, người xem người ta nhận xét mình bởi vì họ chưa thực sự hiểu mình và hiểu cái nội dung của mình ấy, thì cái đấy mình cần phải xem xét lại. Nếu mình quay lại cái thời điểm đấy thì mình thấy là à, người ta nhận xét như vậy chứng tỏ là đây là cái điểm mình cần phải làm nổi trội hơn nữa, bởi vì là điều này là cái điều mà nó khiến cho cái video của mình khác những cái video của người khác. Thì đấy là cái bài học lớn nhất của mình trong 1.5 năm làm YouTube, và cho tới tận ngày hôm nay thì mình vẫn đang trong cái hành trình tìm hiểu mình là ai, kênh YouTube này sẽ về chủ đề gì, và mình sẽ luôn luôn thay đổi và lắng nghe người xem cũng như cân bằng về cái chất và những cái gì mà mình muốn làm cho kênh YouTube này. Để tạo ra được một cái video như các bạn đang xem cần rất nhiều công cụ hỗ trợ bên cạnh thời gian công sức để mình có thể làm được, dựng được một cái video như thế này, thì mình sẽ nói cả hai phần công cụ, nghĩa là phần cứng và thứ hai là phần mềm. Hầu hết tất cả các video của mình đều được quay bởi chiếc máy ảnh kia, máy quay này EOS M50 của Canon. Mình rất thích em máy này bởi vì nó có màn hình xoay, khiến cho mình có thể nhìn được hình ảnh của mình trong khi mình đang nói. Khi mình mua chiếc máy này thì cái ống kính đi kèm đã có bán cùng trong máy. Đây là cái ống kính có tiêu điểm 15mm tới 45mm, là một ống kính khá là tiện dụng. Với bạn nào mới bắt đầu, mình có thể tự zoom ra và zoom vào ống kính tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Tuy nhiên trong video của mình muốn cái background, hình nền của mình có hiệu ứng mờ, do vậy mình có mua thêm một cái ống kính khác là 50mm. Ống kính này mình phải mua cùng với một bộ trung chuyển để gắn với thân máy. Ống kính này lấy nét và lấy ánh sáng rất đẹp. Một điều rất quan trọng của máy ảnh đấy là thẻ nhớ. Mình đang sử dụng cái thẻ nhớ 256GB, mình thấy nó rất là quan trọng bởi vì nếu mà thẻ nhớ không đủ, mình cứ phải bỏ ra bỏ vào. Mình cũng đầu tư khá nhiều cho pin của máy quay. Đây là chiếc pin mà bán kèm với máy, tuy nhiên cái dung lượng, cái thời gian quay rất thấp. Do vậy mình có mua thêm một cái pin ngoài có thể sạc được, có dung lượng cao hơn, có thể quay được khoảng 30-45 phút. Ngoài ra mình còn có một cái gọi là dummy battery, có nghĩa là một cái pin giả. Cục pin hoàn toàn rỗng và có một cái lỗ cắm ở phía dưới. Mình sẽ cho vào máy và mình sẽ cắm dây điện. Như vậy thay vì chạy bằng pin thì máy sẽ chạy bằng điện, nó sẽ ổn định hơn, giúp cho mình có thể quay hàng giờ liền. Ngoài ra một phụ kiện không thể thiếu đối với những cái cảnh quay của mình đấy là cái remote điều khiển từ xa. Có hai chức năng, mình có thể điều khiển chụp hình hoặc là điều khiển tắt bật máy quay, rất là tiện, giúp cho mình có thể kiểm soát được từng khung hình. Về âm thanh thì mình chủ yếu sử dụng Blue Yeti Nano. Đây là chiếc mic mà mình sử dụng cho cả cái podcast của mình lẫn những video mình hay ngồi nói chuyện với các bạn. Tuy nhiên với những cái video khác, mình có thể sử dụng cái Rode mic này. Đây là cái Rode mic mà mình có thể đặt ở phía trên của máy ảnh và một đầu mình gắn vào trên áo của mình. Cái microphone này rất tiện để có thể quay ngoại cảnh, mình có thể đi đi lại lại mà vẫn thu được tiếng. Ngoài ra, sử dụng cái microphone này thì mình có thể ngồi những vị trí mà không có điều kiện đặt chiếc Blue Yeti Nano, ví dụ như cái video mình đang nói với các bạn ngày hôm nay. Một công cụ khác cũng vô cùng quan trọng đấy là chân máy. Sau rất nhiều lần sử dụng rất nhiều chân máy thì cuối cùng mình cũng tìm ra chân ái là chiếc chân máy này. Khi chọn chân máy, bạn chú ý chọn những chân máy có phần gài chắc chắn để nó có thể ổn định. Và trong quá trình mà bạn đặt máy ảnh, máy quay ở phía trên đầu của chân máy thì nó không bị lung ra hoặc là lỏng trong quá trình mình quay. Ngoài ra một chân máy tốt cũng nên có phần tay cầm giúp cho bạn có thể quay cảnh ở nhiều góc khác nhau một cách dễ dàng.
Bên cạnh đó mình có một vài chân máy khác, ví dụ như chiếc chân máy này thì nó có một tác dụng đấy là mình có thể xoay cái cán để quay những cảnh mà mình cần quay từ trên cao hoặc là quay ngang với cả mặt bàn. Một loại chân máy nữa là cái loại chân máy nhỏ như thế này, bạn có thể để rất là dễ dàng ở trên mặt bàn khi mình đang ngồi quay, hoặc là mình có thể để nó ở trên cây hay là ở trên tường, ví dụ như khi mà mình phải quay ngoại cảnh khá là tiện. Về ánh sáng, mình chủ yếu sử dụng ánh sáng mặt trời cho nó tự nhiên nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp thiếu sáng thì mình có bổ sung thêm studio light, là ánh sáng studio. Loại của mình bao gồm một cái chân cùng với đèn và một cái ô để cho ánh sáng có thể dịu hơn khi chiếu mặt mình. Ngoài ra, trong một số video mình sử dụng chiếc Canon G7X. Chiếc Canon này thì nó rất là tiện để quay vlog bởi vì có cái màn hình nó có xoay ngược lên phía trên. Chiếc máy ảnh này thu tiếng trực tiếp rất tốt và chống rung rất tốt, cực kỳ phù hợp cho những ai mà muốn quay vlog cuộc sống hàng ngày hay là quay ngoại cảnh. Ngoài ra, trong một số video thì mình cũng sử dụng chính chiếc iPhone của mình. Nếu các bạn quan tâm thì mọi cái công cụ mình sẽ để đường link ở dưới miêu tả video này nhé. Về phần mềm, thứ nhất mình sẽ nói về phần mềm biên tập video. Đối với kênh The Brand Writer thì mình sử dụng máy tính của mình là MacBook Air hồi ban đầu, sau đó bây giờ mình làm MacBook Pro và iMac, tức là mọi sản phẩm đều theo dòng Apple. Ban đầu ấy thì mình sử dụng một cái phần mềm biên tập miễn phí ở trên MacBook có tên là iMovie. Tức là nếu mà các bạn nào có máy Mac ấy, máy Apple thì có thể sử dụng iMovie một cách miễn phí. Cái phần mềm iMovie này mình thấy nó rất là dễ, nó rất là tiện. Mình học như kiểu là nửa tiếng ấy, là mình có thể bắt đầu cắt ghép từ một cái video đơn giản rồi, nó rất là dễ. Sau đó thì khi cái video của mình nó phức tạp hơn, ví dụ mình phải chỉnh rất nhiều cái layers ấy, thì mình upgrade lên một cái phiên bản trả phí có tên là Final Cut Pro 10, là dành cho máy Mac. Thì như là cái phần mềm trả phí này nó là $300. Thì cái phần mềm Final Cut này mình thấy nó rất là tiện và bản thân mình cũng tự học 100%. Mình không có đi học cả lớp nào hết, mà mình chỉ Google với cả YouTube để mình học. Mình làm đâu mình học đấy, cái gì mình không hiểu thì mình bắt đầu học, mình thay đổi, mình sửa. Nhưng mà hoàn toàn có thể tự học được, cái không cần phải đi trường lớp. Nếu mà bạn thực sự muốn đi trường lớp vậy thì mình khuyên là bạn vừa học bạn vừa bắt đầu edit theo cái nội dung mà bạn muốn, chứ đừng nên học rồi bạn mới bắt đầu edit sau thì nó không có tính thực hành. Mình vừa học mình vừa làm, mình vừa học thì nó mới tốt. Cái phần mềm quan trọng thứ hai mà mình sử dụng rất nhiều để xây dựng kênh The Price and Writer này chính là âm nhạc. Âm nhạc đóng vai trò rất quan trọng đối với video của mình. Thứ nhất là bởi vì mình ngồi một chỗ mình chia sẻ này, nếu mà không có background music, không có nhạc nền ấy, thì các bạn sẽ rất là chán. Và mỗi khi mình quên không làm nhạc nền thì y như rằng sẽ có rất nhiều bạn comment là chị ơi cho nhạc nền nhẹ vào. Và nếu mà khi mình làm cái video mà mình không nói gì, ví dụ như video Study With Me chẳng hạn, hay là những cái video sáng tạo mà mình làm ấy, kiểu mình đi ra ngoài đường đi lại lại, mà mình không làm nhạc nền ấy, thì cái video nó không có cái nội dung gì, nó không thể nào xem nổi ấy. Nên là nhạc rất là quan trọng. Trong quá trình mà mình nghiên cứu để xây dựng kênh YouTube The Personal Writer, trước cả khi mình bắt đầu cái video đầu tiên ấy, thì mình đã đi tìm hiểu rất là nhiều và mình thấy rằng là cái vấn đề lớn nhất của rất nhiều YouTuber, kể cả những YouTuber lớn ấy, hàng triệu view ấy, hàng trăm triệu lượt xem ấy, là có rất nhiều cái video của họ bị đánh bản quyền do âm nhạc. Có một lần là mình xem một cái bạn YouTuber Việt Nam đang ở nước ngoài rất là hay, thì tự nhiên đang xem ở giữa video thì nó kiểu như im bặt tiếng. Kiểu đang xem đứt dây đàn thì thấy cái phần sắp ở phía dưới bạn ghi là cái phần này mình bị đánh bản quyền nhạc nên là các bạn thông cảm. Hãy mình nghe bạn ấy nói nhé. Hay là khi mà mình xem YouTuber quốc tế cũng thế. Ví dụ như là có một lần mà mình xem một cái bạn YouTuber mà bạn ấy chia sẻ những cái số tiền bạn kiếm được trên YouTube, thì những cái video của bạn không bị đánh bản quyền ấy, thì bạn kiếm được hàng trăm ngàn đô, là một con số kinh khủng khiếp kể cả đối với YouTuber nước ngoài. Nhưng mà cái video mà bạn ấy lại bị đánh bản quyền nhạc ấy thì không được một đồng nào. Tức là bạn ấy làm hàng chục video không được một đồng nào, thì chỉ vì bạn ấy dùng khoảng độ 1 phút nhạc, 2 phút nhạc miễn phí chẳng hạn thế. Thì khi đấy thì mình tìm ra được một số giải pháp, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thì có 3 giải pháp. Nhưng mà cái giải pháp mà mình chính bản thân mình sử dụng ngay từ cái thời điểm đầu tiên, cái video đầu tiên mình đã dùng rồi, đấy chính là mình sử dụng Epidemic Sound. Thì mình thích nhất ở Epidemic Sound là hệ thống của nó rất là thông minh. Ví dụ như là bạn đã có tài khoản gắn với những cái kênh YouTube channel, ví dụ như kênh The Price and Writer của mình và kênh Balance Witchy của mình, thì sau một thời gian sử dụng nhạc thì hệ thống sẽ tự cập nhật những cái bản nhạc mà họ
dựa vào những cái lịch sử của mình để xem là mình thích cái bản nhạc nào và giới thiệu cho mình. Vậy là nó rất là tiết kiệm thời gian. Ở trong Epidemic Sound thì họ có rất nhiều nhạc, ví dụ có thể bạn chọn nhạc theo từng thể loại chẳng hạn, hoặc bạn có thể chọn theo mood, tức là theo cảm xúc. Ngoài ra một cái rất thú vị đấy là ở trên cái phần album cho những creator thì mình đã được Epidemic Sound mời để tạo một cái album, bởi vì họ rất là thích phần nhạc mình chọn trong kênh YouTube channel của mình. Điều này là mình rất là vui và họ cho hình ảnh của mình lên, và cái album này hoàn toàn là miễn phí và mở cho cộng đồng. Do vậy nếu mà các bạn nào muốn nghe nhạc mà mình chọn, hoặc là các bạn nào làm creator mà muốn sử dụng cái nền nhạc này thì hoàn toàn có thể lên đây download. Khi bạn tìm được một bài nhạc phù hợp thì mình có thể nghe thử chẳng hạn. Một điều thú vị là mình có thể chọn những cái stem, những cái phần của nhạc. Chẳng hạn như mình muốn nghe melody riêng, hay là mình muốn nghe nhạc không không có lời. Ví dụ mình rất là hay sử dụng nhạc không không lời, hoặc là mình chỉ muốn nghe điện bass, hoặc là mình muốn nghe trống thôi, mình hoàn toàn có thể chọn. Ví dụ như mình chỉ chọn có nhạc không, instrument thôi. Nếu bạn chưa thích ngay thì mình có thể like nó, hoặc là nếu bạn thích rồi bạn có thể download nó, hoặc là có thể cho vào playlist riêng của mình. Một cái điểm mình rất là thích ở Epidemic Sound là nó có cái chức năng hình hai cái dấu móc này, tức là xem những cái bản nhạc nó tương tự. Ví dụ như mình thấy cái bản nhạc này giống với cái vibe của mình rồi nhưng mình chưa thực sự thích nó lắm, thì mình cũng có thể ấn vào đây để nó đưa ra những cái bản nhạc mà nó tựa tựa như vậy. Hoặc là mình có thể, ví dụ mình thích những cái mood này thì mình có thể ấn vào để xem những cái bản nhạc của cái mood đó. Hay là mình thích cái dòng acoustic chẳng hạn thì mình có thể ấn vào đó. Rất là tiện. Như mình đã nói, mình rất thích Epidemic Sound bởi vì hệ thống rất thông minh, có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều lựa chọn nhạc gần như là vô biên, cũng như là những lựa chọn về sound effect cũng gần như là vô biên luôn. Nhưng mà kèm với đó là mình sẽ phải trả chi phí hàng tháng. Ví dụ như là nếu mà bạn trả theo từng năm thì cái gói thấp nhất là 12 đô một tháng, còn nếu bạn trả theo tháng thì cái gói này là 15 đô. Hiện nay tất cả những tài khoản của mình như là YouTube, Facebook, Instagram, podcast thì đều sử dụng và mua trả phí với cái gói personal. Tuy nhiên nếu bạn muốn sử dụng miễn phí thì họ cũng có gói thử nghiệm trong vòng 30 ngày. Trong vòng 30 ngày này, nếu mà bạn muốn download những cái bản nhạc và sử dụng trên kênh của mình, các bạn có thể hoàn toàn sử dụng một cách miễn phí. Mình sẽ để đường link ở dưới phần miêu tả để cho các bạn tận dụng cái tính năng này. Và đặc biệt là ví dụ như bạn muốn làm kênh mà nó có thể dùng chung cho nhiều nền tảng, ví dụ như là kênh podcast của mình chẳng hạn, thì cái nội dung của mình ấy, mình đăng lại ở trên The Present Writer Podcast ở trên YouTube, hay là thỉnh thoảng mình làm những cái video animation ở trên kênh The Present Writer chẳng hạn. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm, mỗi khi mà mình đăng như thế thì mình sẽ không bị đánh bản quyền một chút nào, và nó khiến cho mình ấy, mình cảm thấy cái đồng tiền của mình ấy, nó hoàn toàn là xứng đáng. Mình cũng không phải tốn thời gian mình tìm quá nhiều cái âm nhạc khắp mọi nơi, mà mình chỉ cần tập trung ở một chỗ thôi. Cho vậy là mình thấy là cái lựa chọn Epidemic Sound là một cái lựa chọn rất thông minh mà mình làm ngay từ ban đầu. Cho đến ngày hôm nay thì mình không hề hối hận. Do vậy nếu các bạn quan tâm ấy, thì mình sẽ để đường link ở phần miêu tả để cho các bạn có thể sử dụng thử Epidemic Sound 30 ngày miễn phí. Nhưng mà bên cạnh Epidemic Sound hay là những cái nền tảng khác tương tự mà bạn sẽ trả phí để dùng nhạc có bản quyền ấy, thì mình có một số cách khác để bạn có thể cân nhắc. Ví dụ như ngay ở trên YouTube này, người ta cũng cung cấp nhạc cho bạn miễn phí. Người ta có cái thư viện nhạc có âm nhạc và sound effect, tức là hiệu ứng âm thanh miễn phí. Khi mà các bạn download những cái âm nhạc và âm thanh này ấy, thì tùy vào cái miêu tả của họ. Có những âm nhạc thì bạn không phải credit cái người sáng tạo ra, có những âm nhạc thì bạn sẽ ghi tên người ta ở trong phần miêu tả. Thì sử dụng những cái phần âm nhạc này ở trên YouTube, chỉ trên YouTube thôi nhá, thì bạn sẽ được sử dụng hoàn toàn miễn phí, không bao giờ lo đánh bản quyền cả. Nhưng mà vì miễn phí nên nó cũng có hạn chế. Ví dụ như là cái thư viện nhạc nó không được đa dạng, hay là nó không có cái điều kiện để mình có thể tách âm được như là Epidemic Sound hay là những cái nền tảng mà mình trả phí. Cho nên nếu mà bạn sử dụng đúng cái âm nhạc đấy sang cái nền tảng khác như podcast, TikTok, Instagram, Facebook chẳng hạn, thì có thể bị đánh bản quyền, bởi vì là những cái nền tảng đấy họ cho là cái nhạc này nó là nhạc có bản quyền chẳng hạn.
thì nó không được ổn định nếu mà các bạn làm đa kênh, đa nền tảng. Cách nữa mình thấy là có rất nhiều bạn sử dụng, đấy là các bạn search copyright free music ở trên YouTube hay là những cái nền tảng âm nhạc ấy, tức là những cái âm nhạc mà người nghệ sĩ người ta cho bạn sử dụng miễn phí. Và rất nhiều bạn download và sử dụng để tiết kiệm chi phí, và cũng có rất nhiều nhạc hay. Cái này thì theo mình là cũng có thể được, bởi vì nếu mà bạn ghi cái credit của người ta vào phần miêu tả, người ta thấy rằng đây là cái người nghệ sĩ mà tạo ra cái âm nhạc này thì cũng rất là ổn. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là chẳng hạn cái người nghệ sĩ đấy người ta thay đổi ý, hiện tại thì người ta cho miễn phí chẳng hạn, nhưng mà tương lai người ta muốn trả phí cho những cái âm nhạc đấy, người ta muốn âm nhạc của người ta là copyright, có bản quyền, thì ngay lập tức khi mà họ ký kết ấy, cái bản quyền đấy thì tất cả cái âm nhạc bạn sử dụng sẽ bị đánh bản quyền ngay. Như vậy là nó không thực sự ổn định, nó không thực sự lâu dài. Cân bằng xem là giữa cái khía cạnh là miễn phí nhưng mà tốn nhiều thời gian và ít lựa chọn, và trả phí nhưng mà an toàn và nhiều lựa chọn hơn, thì cái nào là cái phù hợp nhất với bạn. Thì đó là cái chia sẻ của mình riêng về khoản âm nhạc. Mình có thể nói rất là nhiều về khoản âm nhạc, vì âm nhạc là một cái phần mà cực kỳ quan trọng đối với mỗi cái video. Rất ít YouTuber chia sẻ về điều này, nhưng mà thực sự YouTube là business, là cái mô hình kinh doanh có thu có chi rõ ràng. Và tất cả cái YouTuber, đặc biệt là những người đã được mở kênh kiếm tiền ấy, họ rất nghiêm túc trong cái quá trình xây dựng và phát triển công ty, cái business riêng của mình trên YouTube. Thì trong cái phần rất là ngắn này, mình sẽ nói nhanh các bạn một số cái bài học về kinh doanh mình học được trong quá trình mình làm YouTube. Thứ nhất, cũng như mọi doanh nghiệp thì YouTube có phần thu. Rất nhiều người biết đến YouTube và cho rằng là YouTuber kiếm được rất là nhiều tiền từ quảng cáo, hay còn gọi là Google AdSense. Thành thật mà nói, trước khi mình làm kênh YouTube là mình cũng nghĩ như vậy. YouTuber họ kiếm tiền rất là dễ, và có rất nhiều người người ta xây nhà, có xe hơi xịn từ YouTube. Nhưng mà đến khi mình làm YouTube rồi thì mình mới thấy rằng là cái này là không đúng. Bởi vì Google hay YouTube họ trả cho từng lượt xem quảng cáo cái mức khác nhau dựa vào từng cái quốc gia bạn sống. Ví dụ như bạn ở Việt Nam thì cái mức sống thấp hơn, cái mức chi phí cho quảng cáo thấp hơn. Do vậy cái số tiền mà YouTuber người Việt, có lượng người Việt xem đông đảo như là kênh The Present Writer của mình thì rất là thấp, rất là thấp. Mình nghĩ là tính ra khoảng độ thấp hơn 10 lần so với những người mà có lượt xem ở Anh, ở Úc hay những cái nước mà họ trả cho từng cái lượt quảng cáo cao hơn. Nếu mà bạn làm một kênh YouTube ấy, thì bạn cũng không nên chỉ dựa vào cái thu nhập từ quảng cáo. Bởi vì nếu mà bạn chỉ dựa vào thu nhập từ quảng cáo ấy thì nó rất là thấp và nó không ổn định. Ví dụ như là tháng này của bạn có nhiều người xem thì bạn được nhiều tiền hơn, tháng sau ít tiền hơn, nó không được thực sự ổn định. Do vậy rất nhiều YouTuber người ta phải có những hình thức khác để có thể kiếm thêm thu nhập. Ví dụ như làm việc với nhãn hàng, với brand để có thể quảng cáo với những cái sản phẩm mà họ cảm thấy là phù hợp với khán giả của mình. Thứ hai là thực hiện tiếp thị liên kết, hay còn gọi là affiliate marketing. Tức là họ sẽ đặt những cái đường link ở dưới phần miêu tả để cho các bạn, ví dụ như là mua quần, mua áo chẳng hạn, hay là mua sách vở mà những cái nội dung mà họ nói trong video, hay là những cái quần, cái áo họ mặc chẳng hạn. Thì khi bạn mua cái thứ đấy, bạn click vào đường link của họ ấy, thì họ sẽ được một phần hoa hồng nho nhỏ thôi. Nhưng mà trong khi đó thì người xem người ta không phải trả phí thêm. Ví dụ như là bạn cái áo là 50 ấy, thì chẳng hạn như là bạn mua thì bạn vẫn 50, nhưng mà người ta check cho cái người làm nội dung 1 hay là 2.000 chẳng hạn. Mình thấy cái hình thức tiếp thị liên kết là nó rất là văn minh và nó rất là tốt cho cả người xem lẫn người làm sáng tạo. Cái hình thức khác mà mình thấy rất nhiều YouTuber có làm, đấy là họ làm khóa học, hay là họ bán những cái sản phẩm riêng ở bên ngoài, hay là ví dụ như là những cái kênh mà không có nhiều quảng cáo, hay là cũng như là không có cái sản phẩm gì như kênh của mình ấy, thì mình có kênh donation. Ví dụ như là buy me a coffee, tức là các bạn mua cho mình một tách cà phê chẳng hạn. Ví dụ mọi người ủng hộ 1 đồng, 2 đồng hay là $5 chẳng hạn, thì cũng giúp cho mình duy trì cái kênh này được lâu hơn. Bởi vì là thực chất là nếu mà chỉ dựa vào chi phí từ quảng cáo, từ Google ấy, thì nó sẽ không nuôi được kênh lâu dài. Và đặc biệt nếu bạn muốn đầu tư thêm ấy, thì nó rất là khó. Thì điều này nó dẫn đến cái phần thứ hai của việc làm kinh doanh ở trên YouTube, đấy là phần chi. Chi tức là gì? Để tạo ra một cái video đơn giản này có rất nhiều thứ phải thực hiện. Ví dụ như bạn vừa xem mình là mình có công cụ là máy ảnh, máy quay phim này, microphone này, chân máy này, ánh sáng này. Rồi ví dụ như là bản thân mình hồi ban đầu thì mình tự edit video. Thì mình lấy cái thời gian của mình đổ ra để mình thay cho cái chi phí ban đầu. Bây giờ thì mình đã có editor phụ cùng mình, hay chồng mình phụ cùng mình, thì mình cũng phải trả chi phí cho người ta theo đúng cái công sức và cái thời gian người ta bỏ ra. Do vậy là cái chi phí để mà làm cái video khá là cao hơn người xem nghĩ rất là nhiều.
và đổ rất nhiều công sức. Do vậy, tùy vào mô hình kinh doanh của bạn, bạn muốn đầu tư trở lại cái phần thu bao nhiêu cho phần chi. Chẳng hạn như là đối với mô hình của mình không nói là cái mô hình này là đúng nhá. Hiện nay mình đầu tư từ 80 đến 100% những cái thu mình thu được từ kênh YouTube này trở lại cho việc mua trang thiết bị này, trả chi phí cho những bạn mà làm thiết kế này, edit podcast này, edit videos này. Như vậy nói thì đây không phải là cái mô hình mà tất cả mọi người nên làm, bởi vì có rất nhiều bạn mình biết là làm kênh YouTube ra là để duy trì cuộc sống. Do vậy, kể cả khi mà cái thu nhập từ YouTube nó như mẹ nói không phải là quá là nhiều, nhưng mà đối với ở Việt Nam mà bạn có thêm một vài triệu hàng tháng hay là vài chục triệu hàng tháng ấy, nó có ý nghĩa rất là lớn đối với gia đình của bạn, thì mình rất là hiểu. Cái này hoàn toàn thuộc vào cái mục tiêu và cái mô hình kinh doanh của bạn. Còn đối với những bạn khán giả mà đang xem kênh YouTube The Passion Writer thì bây giờ các bạn đã biết được cái bí mật, cái bức màn đằng sau cái phần kinh doanh, con số của mình đối với The Passion Writer rồi. Thì các bạn cũng biết rằng là tất cả những cái gì mà bạn ủng hộ cho mình thì mình đều đem trở lại cho kênh này. Ví dụ như bạn ủng hộ giờ xem, bạn xem các video của mình, hay là bạn mua cho mình cách cà phê, hay là bạn ủng hộ những cái sản phẩm sáng tạo của mình như là sách của mình chẳng hạn. Bạn hãy tin rằng là tất cả những cái mình thu được từ những cái lợi nhuận đó thì mình đều đầu tư trở lại để làm nội dung tốt hơn, để cho cái kênh content của mình được phát triển lâu dài và bền vững hơn. Cũng cùng chủ đề kinh doanh ở trên YouTube ấy, thì mình muốn nói về một chủ đề khá là nhạy cảm, đấy là chủ đề mà cộng tác làm việc với những nhãn hàng, tức là những cái brand ấy. Có 3 bài học chính mà mình muốn chia sẻ với các bạn, rút ra từ kinh nghiệm của mình làm việc với những nhãn hàng. Thứ nhất là chỉ nhận làm việc với những nhãn hàng có cái sản phẩm và dịch vụ mà nó thực sự là phù hợp với mình và khán giả của mình, những cái sản phẩm mà có cái đạo đức và triết lý phù hợp với triết lý và đạo đức của mình. Đặc biệt bản thân mình ấy, thì mình không bao giờ mình giới thiệu một cái sản phẩm nào mà mình chưa qua sử dụng. Ví dụ như là thậm chí những cái app mà mình thấy là thú vị ấy, cái app mình thấy cái này mình rất là thích và muốn chia sẻ ngay, nhưng mình phải dừng bản thân mình lại, mình bảo không được, mình phải tự test trong vòng 1 tháng là ít nhất, sau đó mình phải đưa cho team của mình test, và người thân của mình test, bạn bè mình test, mình thấy ổn rồi ấy, thì mình mới bắt đầu giới thiệu ở trên kênh của mình. Đấy là cái quyết định của mình cho riêng mình và cho riêng brand The Passion Writer. Đấy là mình chỉ làm ở những nhãn hàng mà họ thực sự có những sản phẩm và dịch vụ là đúng với khán giả của mình quan tâm và đúng với đạo đức của mình. Và nếu bạn không qua sử dụng mà bạn cứ tung hô ở trên video ấy, thì rất là khó để tạo được niềm tin cho người xem. Và cái niềm tin giữa người làm sáng tạo và người xem nó vô cùng quan trọng. Một khi nó mất rồi, rất là khó để có thể xây lại. Nó rất là quan trọng, cũng như là cái niềm tin ở ngoài đời thật vậy. Do vậy là đấy là cái điều đầu tiên ấy, mình nghĩ rằng là nếu mà bạn làm việc với brand, bạn luôn luôn nhớ là đừng ngại nói không. Kể cả khi mà bạn đang rất cần tiền ấy, nhưng mà nếu mà cái nội dung, cái sản phẩm, cái dịch vụ và cái con người ấy, người ta làm việc với bạn ấy, bạn không cảm thấy thoải mái thì bạn hoàn toàn có thể nói không. Bài học thứ hai ấy, là trước khi làm bất kỳ cái nội dung nào cộng tác ấy, mình phải ký hợp đồng trước. Bài học xương máu với mình vì có rất nhiều nếu là lần mình không ký hợp đồng ấy, là mình cứ làm việc cho người ta một cách miễn phí ấy. Xong đến lúc mà kiểu mình bảo là ủa, mình làm xong rồi mà không hiểu là mình có được trả lương xứng đáng hay không, thì lúc đấy người ta nói là bên mình kế hoạch thay đổi, mình không làm này nữa và bạn mình muốn sửa này, muốn sửa cái kia, thì lúc đấy nó đã quá là muộn rồi, công sức của mình bỏ ra ấy, mình không được đáp đền theo đúng cái ý của mình và mình không được bảo vệ. Ví dụ như là ở trên hợp đồng ấy, mình sẽ nói rõ là mình chỉ làm thế này thế này thế kia chẳng hạn, mình không cho phép làm thế này thế kia. Thì nếu mình không có hợp đồng ấy, thì khi mà mình đã làm cái nội dung lên rồi ấy, sau đó thì họ sẽ ép mình là bạn muốn được trả tiền hả, bạn phải ký ở đây. Thì lúc đấy thì mình không có nhiều điều kiện để mình thương lượng, mình bảo vệ cho bản thân, mình bảo vệ cho quyền lợi của mình. Do vậy là luôn luôn ký hợp đồng trước khi làm nội dung. Điều cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng, đấy là bảo vệ hình ảnh của mình. Đối với người làm nội dung ấy, hình ảnh chính là cái phần quan trọng nhất. Như mẹ nói, nó xây dựng niềm tin cho khán giả, xây dựng những cái nội dung nó dựa theo cái hào quang hình ảnh của mình. Do vậy bảo vệ hình ảnh của mình rất là quan trọng. Ví dụ như là có những cái nội dung, có những cái kênh ấy, họ đã từng sử dụng hình ảnh video hay là cái giọng nói của mình hay là cái hình chụp của mình mà không có sự đồng ý của mình, cái đấy là không đúng. Mình phải lên tiếng ngay để mình ngăn chặn cái điều đấy, bởi vì mình thấy là có rất nhiều nơi ấy, họ dùng hình ảnh của mình để họ bán hàng, hay là họ dùng hình ảnh của mình để họ trục lợi ấy, mà họ lừa khán giả của mình chẳng hạn, bởi vì khán giả của mình có niềm tin cho mình. Do vậy là mình cần phải ngăn chặn cái hành động đấy.
Tương tự thế, khi mà bạn ký hợp đồng với nhãn hàng ấy, thì mình nên chú ý là phải có điều khoản trong hợp đồng là ví dụ như bạn có cho phép họ dùng hình ảnh của mình để đi quảng bá chỗ A, chỗ B hay không. Hoặc là ví dụ như bạn đồng ý cái điều đấy thì thời gian sử dụng hình ảnh là bao nhiêu lâu. Thường thì mình nghĩ rằng là hình ảnh chỉ nên để sử dụng khoảng độ 1 tháng, lâu nhất là 3 tháng sau khi cái nội dung mình đăng lên thôi. Bởi vì là nó lâu quá thì nó rất là ảnh hưởng đến cái nội dung của mình. Ví dụ nội dung của mình thay đổi hay là cái góc nhìn của mình về cuộc sống thay đổi, về cái sản phẩm này thay đổi, mình không có cách nào mình can thiệp được. Và đặc biệt nếu bạn cho phép thương hiệu sử dụng hình ảnh của bạn để chạy quảng cáo hay là đi bán hàng hay là để treo ở trên trang web của họ chẳng hạn, tức là sử dụng bằng cái mục đích thương mại, thì chắc chắn mình phải tính hoặc là mình phải suy nghĩ đến cái chi phí sử dụng hình ảnh. Vì vậy rất là quan trọng là phải tính toán xem là có sử dụng hình ảnh hay không sử dụng hình ảnh, sử dụng bao nhiêu lâu và nếu sử dụng thì cái chi phí sử dụng hình ảnh là như thế nào trong cái hợp đồng mà bạn ký kết với brand. Thì đây là cái mặt mà mình nghĩ rằng là rất ít YouTuber nói, vì là có lẽ là nói về cái phần kinh doanh, cái con số tiền bạc hay là cộng tác, sponsor, quảng cáo ấy, nó có cái phần này nó hơi ngại ngùng. Mà đối với mình ấy, thì mình nghĩ rằng là chia sẻ kiến thức là nó chuyện rất bình thường. Mình chia sẻ kiến thức ở trên YouTube là hoàn toàn miễn phí. Tất cả các kênh YouTube nếu mà muốn phát triển lâu dài thì mình cần phải có một cái hình thức nào đấy. Cộng tác với nhãn hàng là một trong những thứ đấy. Những bạn làm content creator mà những bạn mà mới mà không có nhiều kiến thức ấy, sẽ bị brand lợi dụng hay là mình bị làm nó hơi quá trớn, kiểu thành sell out, mình bán sản phẩm quá là nhiều, hay là mình trở thành những cái content creator mà không có đạo đức ấy. Do vậy là để tránh cái tình trạng là mình bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn đấy và khán giả mất đi cái niềm tin của mình ấy, thì mình muốn chia sẻ tất cả những cái trải nghiệm của mình để bạn có thể chuẩn bị tốt hơn. Bởi vì những cái này không có ai dạy mình không có background về kinh doanh, và cũng như là mình phải mò rất nhiều thứ khi mình làm việc ở cả Việt Nam và những cái thương hiệu, cái brand quốc tế, làm sao để mình có thể làm được những cái gì, cái nội dung mà nó phù hợp nhất đối với mình và đối với nhãn hàng và đối với khán giả của mình nữa. Nếu bạn muốn kiếm được thu nhập ổn định trên YouTube, nếu bạn muốn xây dựng thương hiệu cá nhân của mình dựa trên YouTube, bạn phải đối xử với YouTube, bạn phải xem YouTube như là công việc kinh doanh, như là một cái thương hiệu thực sự, thì mình có thể nghiêm túc và phát triển nó lâu dài. Nghĩa là quá trình 1 năm rưỡi 2 năm làm YouTube ấy, thì mình thấy rằng là đây thực sự một cái hành trình kinh khủng. Là mình đã vượt khỏi vòng an toàn mình rất là nhiều, từ một người vô cùng hướng nội, chỉ viết lách. Thậm chí là ngày xưa khi mình làm blog á, là cái blog của mình nó không có hình ảnh của mình, không có giọng nói của mình, chỉ có cái logo đen trắng thôi. Nếu mà chỉ 1 năm trước thôi, các bạn nói là mình sẽ chia sẻ, mình không dám chia sẻ ở trước công chúng, trước thậm chí không dám chia sẻ bạn bè của mình, chứ đừng nói là chia sẻ với khán giả của mình. Mình thấy là cái quá trình làm YouTube nó giúp mình trưởng thành lên rất là nhiều, và nó giúp mình xây dựng The Present Writer được vững chắc hơn và đưa cái thông điệp và kiến thức của mình đến với nhiều bạn hơn. Mình thấy là không phải ai có thể làm YouTuber, và không phải ai, thậm chí rất ít người có thể làm một YouTuber thành công một cách tử tế, có đạo đức, không giật tít, không khoe khoang, không nói dối, và chỉ tập trung vào những cái giá trị thực sự có ích cho người xem. Nhưng mình tin rằng là những bạn là khán giả của The Present Writer, các bạn mà có ý định mở một kênh YouTube, chắc chắn là bạn sẽ mở cái kênh YouTube và nó có ý nghĩa cho cộng đồng, cũng như là cái tâm huyết của mình dành cho cái YouTube channel này vậy. Vì vậy là mình hy vọng là các bạn thấy cái video này hữu ích, những cái tips YouTube của mình nó là từ những cái kinh nghiệm xương máu của mình, phải đổi từ cái thất bại, những cái tiêu cực ở trên mạng thì mình mới có được. Nên do vậy là mình hy vọng các bạn trân trọng nó và chúc bạn thành công trên con đường sáng tạo nội dung của mình. Bye.